Chào các em, phần thi về chức năng giao tiếp trong đề thi tiếng Anh của kỳ thi phổ thông trung học quốc gia chiếm đến tận 2 câu đấy các em ạ. Theo đánh giá chung thì phần thi này là phần thi không quá khó, tuy nhiên cũng có một số những mẫu câu khá là khoai mà có thể gây ra hiểu lầm, dẫn đến là làm sai những câu này. Trong video này cô sẽ giới thiệu với các em top 10 mẫu câu mà chúng ta dễ bị làm sai, dễ bị hiểu lầm. Các em sẵn sàng chưa? Let's get started. Chung, do you have the time? Yeah, I'm quite free now. Do you have the time? Câu này không có nghĩa là bạn có thời gian không, mà kỳ thực được dùng để hỏi giờ. Nó tương tự với what time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhớ nhá, do you have the time có nghĩa là what time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi? Thế còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn hỏi ai đó là có thời gian để làm việc gì đó không, thì chúng ta hãy hỏi là do you have time? Do you have time? Lưu ý là không có mạo từ the trong câu này nhé. Chung, do you have the time? I'm not sure. I think it's about 5 o'clock. Okay, let's call it a day. Khi chúng ta muốn nói rằng mình không hy vọng là như vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào bằng tiếng Anh nhỉ? Là I don't hope so hay là I hope not? Rất nhiều bạn nghĩ rằng câu trả lời sẽ là I don't hope so, giống như kiểu là I don't think so. Nhưng mà kỳ thực thì không phải là như vậy. Câu trả lời đúng của chúng ta sẽ là I hope not. Thank you. Do you think it's going to rain? I don't hope so. Do you think it's going to rain? I hope not. Thế còn khi chúng ta muốn nói rằng mình cũng hy vọng là như thế thì chúng ta hãy nói là I hope so. Tương tự chúng ta có các động từ là I think so, mình cũng nghĩ là như vậy. I expect so, mình cũng mong là như vậy. I suppose so, mình cũng cho là như vậy. I guess so, mình cũng đoán là như vậy. I believe so, mình cũng tin là như vậy. Thế còn ở dạng phủ định của các động từ vừa rồi, chúng ta sẽ nói I don't think so, I don't expect so, I don't believe so, hoặc I believe not, I don't suppose so, I suppose not, I hope not, I guess not, và I'm afraid not. Do you mind if I open the window? Bạn có phiền không nếu mình mở cửa sổ? Đây là một mẫu câu xin phép rất lịch sự. Các em hãy cẩn thận với cả cách trả lời của mẫu câu này nhé. Nếu như chúng ta cảm thấy không phiền hà chút nào cả thì chúng ta có thể trả lời là No, not at all. Hoặc No, go ahead. Go ahead có nghĩa là cứ tự nhiên đi, có nghĩa là mình cho phép người đó làm cái điều đó. Ngoài go ahead ra thì chúng ta còn có thể nói là By all means, by all means. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là Be my guest, be my guest, có nghĩa là cứ tự nhiên đi. Thế còn nếu chúng ta cảm thấy điều đó là một cái sự phiền hà thì chúng ta có thể trả lời là yes. Do you mind if I open the window? No, not at all. It's a bit hot in here. Okay. Do you mind if I open the window? Actually, yes. I can't stand the cold. Oh, okay. Could I speak to Donald Trump, please? Answering. Khi có ai đó gọi điện cho chúng ta mà chúng ta chính là người họ cần gặp thì các bạn nhớ đừng có nói là yes, answering hay là saying hay là talking, mà chúng ta hãy nhớ cách trả lời đúng là yes, speaking. Could I speak to Donald Trump, please? Yes, speaking. Would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? Đây là dạng câu hỏi lựa chọn. Có nghĩa là khi hỏi câu này, người hỏi muốn bạn lựa chọn giữa hai thứ, hai người hoặc là hai vật khác nhau. Chính vì vậy cho nên là chúng ta không thể trả lời là yes hay là no với câu hỏi lựa chọn này, nhớ chưa? Các bạn lưu ý là không bao giờ được trả lời là yes hay là no. Mà trong câu trả lời tốt nhất là chúng ta đưa ra lựa chọn của mình. Ví dụ chúng ta nói là chúng ta muốn uống cà phê thì chúng ta nói là I prefer coffee. Hoặc chúng ta muốn uống trà thì chúng ta nói là I prefer tea. Nếu như trong trường hợp các bạn đều không thích cả coffee hay là đều không thích cả tea thì chúng ta hãy nói là neither, neither.
được chưa? Neither có nghĩa là tôi chả thích thứ nào trong hai thứ này cả. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn một thứ khác thì chúng ta có thể nói là neither I'd prefer Coca-Cola. Ok, thế còn nếu như trong trường hợp chúng ta là một người rất dễ tính mà chúng ta nghĩ rằng là uống trà hay cà phê thì đều được, điều đó không quan trọng, thì chúng ta có thể nói là either is fine, either is fine, hoặc là it doesn't matter. Would you like tea or coffee? Yes, I'd love to. Would you like tea or coffee? Neither, I'd prefer fruit juice. Would you like tea or coffee? Either is fine. Would you like tea or coffee? I'd prefer coffee. How would you like your tea? Yeah, I like it a lot. How would you like your tea? How would you like your tea? Câu này không được dùng để hỏi là bạn thích trà như thế nào, mà được dùng để hỏi xem bạn muốn trà của bạn được pha chế hoặc được chế biến như thế nào. Đây cũng là một trong những mẫu câu rất thông dụng được hỏi trong giao tiếp, nhưng mà chúng ta cứ hay hiểu nhầm cái từ like ở đây có nghĩa là bạn thích trà như thế nào. Nhớ là câu này có nghĩa là bạn thích trà của bạn được uống hoặc được pha chế như thế nào. Câu trả lời đúng cho dạng câu hỏi này có thể là with sugar please, có nghĩa là bạn muốn uống trà với đường. Hoặc các bạn có thể nói with milk please, có nghĩa là bạn muốn uống trà với cả sữa. How would you like your tea? With sugar please. How would you like your tea? With milk please. Tương tự, một câu hỏi cũng rất hay xuất hiện trong các đề thi là how would you like your steak cooked? How would you like your steak cooked? Có nghĩa là bạn muốn món bò bít tết của bạn được nấu như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có thể có 4 phương án. Thứ nhất, chúng ta có thể nói là rare, nếu như chúng ta muốn ăn tái. Hoặc là chúng ta có thể nói là medium. Medium có nghĩa là chín vừa. Hoặc medium rare. Medium rare có nghĩa là tái chín. Thế còn bạn muốn chín kỹ thì các bạn sẽ nói là well done. You know what? She's the most boring person I've ever met. You can say that again. You can say that again. Đừng hiểu từ này theo nghĩa đen của nó là bạn có thể nói lại điều đó, mà cụm từ này có nghĩa là mình hoàn toàn đồng ý với bạn, đồng ý 100% luôn. Ngoài ra chúng ta cũng có một cách nói tương tự là I couldn't agree more. I couldn't agree more có nghĩa là mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Chúng ta có thể hiểu nôm na mẫu câu này có nghĩa là bởi vì mình đã đồng ý với bạn 100% rồi, cho nên mình không thể đồng ý với bạn hơn nữa. You know what? She's the most boring person I've ever met. I couldn't agree more. Do you have a light? Light? Do you have a light? Do you have a light? Câu này không có nghĩa là bạn có đèn không hay là bạn có ánh sáng không, mà có nghĩa là bạn có bật lửa hoặc có diêm không. Chúng ta thường dùng câu này để hỏi khi mà chúng ta muốn châm một cái gì đó, hoặc là chúng ta muốn châm điếu thuốc mà chúng ta lại không mang theo bật lửa hoặc là diêm theo người. Và các cách trả lời đúng có thể là do you have a light? Sorry, I don't smoke. Do you have a light? Sorry, I don't have it with me. Do you have a light? Yes. Here you are. Bạn có chắc là bạn biết cách trả lời cho câu hỏi đuôi không? Ví dụ như câu hỏi He's not so nice, is he? Nếu bạn nghĩ rằng anh ta không tốt thì hãy nói No, he's not. Nếu bạn nghĩ rằng anh ta rất tốt thì hãy nói Yes, he is. Nghĩa là sao nhỉ? Nguyên tắc của câu hỏi đuôi là yes. Khi bạn trả lời là yes thì có nghĩa là câu khẳng định là đúng. Thế còn khi trả lời là no có nghĩa câu phủ định là đúng. Nghe vẫn hơi rắc rối đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một ví dụ khác nữa nhé. Lynn is married, isn't she? Yes, she is. No, she's just 18. Oh, really? Một lần nữa, hãy nhớ nguyên tắc là yes có nghĩa câu khẳng định là đúng, còn no có nghĩa là câu phủ định là đúng. Có thể các bạn sẽ cần thêm thời gian để suy ngẫm về điều này đấy. Nếu như các bạn cần thì hãy dừng video lại trong vòng 1-2 phút để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta hiểu thêm về cách trả lời của câu hỏi đuôi nhé.
I have no idea hoặc là I have no idea có nghĩa là gì nhỉ? Liệu có phải nó có nghĩa là mình không có ý kiến gì không? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn gặp mẫu câu này thì cô chắc là bạn cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì phần lớn các học sinh của cô khi lần đầu tiên được giới thiệu mẫu câu này thì các bạn cũng nghĩ y chang là như vậy. Các bạn cũng nghĩ là I have no idea có nghĩa là tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, mẫu câu này lại được sử dụng, lại được người bản xứ sử dụng rất nhiều thay cho mẫu câu I don't know có nghĩa là tôi không biết. Do you know why she's so crazy like that? I can't stand her. I have no idea. Hãy nhớ là idea có trong âm và âm tiết thứ hai. Cho nên chúng ta hãy nói là I have no idea. I have no idea. Or I have no idea. Tuyệt đối không nói là I have no idea. Tức là trọng âm của nó không rơi vào âm tiết thứ nhất nhé. Ok, không nói là I have no idea mà là I have no idea. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng các mẫu câu tương tự với I don't know và I have no idea. Đó là I'm not really sure. I'm not really sure có nghĩa là tôi không chắc lắm. Hoặc các bạn có thể nói là I can't help you there. I can't help you there có nghĩa là tôi không giúp được bạn trong vấn đề này đâu. Hoặc có một mẫu câu mà cực kỳ không trang trọng và chúng ta có thể nói với cả bạn bè của mình. Nhớ là chỉ nói với bạn bè của mình thôi nhé. Là beats me có nghĩa là biết chất liền. Thank you Chung for being with me today in this video. You're welcome. Giới thiệu với các em, đây là anh Cao Nhân Trung, gọi là Cao Thủ Trung. Anh Cao Nhân Trung hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Ngoại thương, một ngôi trường mà là một ngôi trường đáng mơ ước của rất là nhiều người đúng không nào? Và anh Cao Nhân Trung thì trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 thì anh đã được một số điểm rất rất là cao của môn tiếng Anh. Các em biết là bao nhiêu điểm không? Đó chính là 9,5 điểm. Một số điểm rất là cao đúng không nhỉ? Anh Cao Nhân Trung có chia sẻ gì với các em không? Thật ra thì cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ là một chút siêng năng và một chút may mắn thôi mà. Thì trong kỳ thi sắp tới thì anh chúc cho các em sẽ đạt được kết quả như mong muốn nhé. Thực ra thì anh bảo là một chút siêng năng, một chút may mắn. Thực ra thì cũng không phải là một chút đâu đúng không, mà rất 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 nhiều chút đấy không? Có phải là trong tiếng Anh mình có một câu là practice makes perfect đúng không nhỉ? Đấy, tức là mình muốn học tốt tiếng Anh thì mình sẽ phải làm sao? Phải luyện tập thật nhiều ạ. Phải luyện tập và phải chăm chỉ đúng không? Đúng rồi ạ. Ok, một lần nữa rất là cảm ơn anh Trung đã tham gia vào clip này. Như vậy là cô vừa chỉ ra cho các em top 10 mẫu câu mà hay bị sử dụng sai hoặc là hay bị hiểu sai ở trong giao tiếp. Nếu như các em thích video này thì hãy nhớ give it a thumbs up, có nghĩa là like nó nhé, share và nhớ để lại comment ở phần phía dưới để cô biết các em nghĩ gì nhé. That's all for now, bye.